Thank you.
Giám đốc marketing và xin mời anh Vũ Tiến Đạt, giám đốc xây dựng. Một tràng vỗ tay thật lớn. Trước khi phần chuyển lửa thì xin mời anh Trần Quốc Việt sẽ có đôi lời với tất cả chúng ta, và tôi tin đó cũng là một lời chuyển lửa cho tất cả các anh chị. Một tràng vỗ tay cho Trần Quốc Việt. Xin chào toàn thể anh em hệ thống Cát Tường. Cũng rất là xúc động khi mà cũng không có sự chuẩn bị trước trong cái phần này, thì anh cũng xin thay mặt công ty xin gửi đến các bạn một cái thông điệp của năm 2016, đó là mình sẽ
theo một cái thông điệp, đó là dẫn đầu và tiên phong, nghĩ trước, làm ngay và xong sớm.
trọng giám đốc. Và xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của ông Đinh Mạnh Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Và hãy được đồng nhiệt chào đón sự hiện diện của ông Lê Tiến Vũ, Phó Tổng Giám đốc Điều hành. Và thật đồng nhiệt chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Quốc Thảo, Phó Tổng Giám đốc. Chúng tôi xin được đồng nhiệt chào đón sự hiện diện của ông Trương Ngọc Linh, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh. Và thật đồng nhiệt chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Vui, Kế toán trưởng công ty. Và hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón ông Nguyễn Hoài Danh, Giám đốc Marketing. Và hãy thật nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của ông Vũ Tiến Đạt, Giám đốc Xây dựng. Thưa quý vị, và bên cạnh đó là sự hiện diện của các giám đốc sàn thuộc 9 chi nhánh và hơn 200 nhân viên thuộc hệ thống công ty. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để dành cho sự hiện diện của tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Toàn thể anh chị em hệ thống cát tường Đức Hòa, trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã chủ động sắp xếp thời gian để tham gia team building và lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 của công ty. Đêm nay chúng ta ngồi ở đây cùng ôn lại một năm kinh doanh vất vả nhưng kết quả rất đáng tự hào. Ngoài ôn lại những ngày tháng kinh doanh, công ty cũng vinh danh những anh em tập thể nổi bật có thành tích tốt trong những năm qua. Năm nay Cát Tường thành công nhiều dự án, trong đó có 3 dự án lớn thành công, nhiều dự án giúp công ty có nguồn tài chính vững mạnh để phát triển nhiều dự án lớn trong những năm tới. Điều làm công ty vui nhiều hơn đó là anh em toàn thể hệ thống đã có thu nhập rất tốt, đoàn kết và tinh thần luôn máu lửa. Rất nhiều nhân viên kinh doanh với thu nhập vài trăm triệu trên năm, những anh em bán tốt có thu nhập năm lên đến gần 1 tỷ đồng. Đây là niềm vui không chỉ riêng tôi mà là niềm vui chung của toàn hệ thống. Tôi luôn ghi nhận tinh thần làm việc hết sức, hết lòng của toàn thể hệ thống và kế hoạch chung của công ty. Tại Cát Tường, thời gian nghỉ ngơi gần như không có. Những ngày cuối tuần, những ngày lễ, hầu như vẫn thấy anh em kinh doanh rất khách, tư vấn, anh em marketing từ ngày thành lập phòng gần như chạy liên tục, không nghỉ ngơi. 8 giờ, 9 giờ, thậm chí 10 giờ, 11 giờ, tối bộ phận hành tránh, kế toán vẫn làm việc kịp cho tiến độ. Nhân sự nhận việc liên tục, tất bật từ sáng đến tối. Bên cạnh đó, bộ phận xây dựng ép tiến độ liên tục, có những giai đoạn phải làm cả đêm trên công trường. Điều này đã giúp công ty đẩy mạnh nhanh tiến độ dự án, thực hiện tốt hạ tầng nhiều công trình nhà ở, thực hiện đẹp nhanh chóng, góp phần lớn cho kế hoạch kinh doanh của toàn công ty. Tất cả là sự tự nguyện, tất cả là sự hy sinh vì một nỗ lực kinh doanh chung. Anh em không ngại thời gian làm việc hơn 100% sức lực, niềm tin bao la, dốc lòng dốc sức dành cho công việc. Bên cạnh đó, sự đoàn kết luôn phát huy tối đa, trong quá trình kinh doanh luôn phát sinh hàng trăm vấn đề tranh cãi, thậm chí mâu thuẫn ở nhiều bộ phận. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết vì công việc chung, tất cả đã dàn xếp một cách hoàn hảo. Anh em bỏ qua tất cả vì công việc, vì một mái nhà chung, Cát Tường. Tất cả nỗ lực, niềm tin, đoàn kết, sự hy sinh đó đã mang lại một kết quả kinh doanh hoàn hảo như năm vừa qua. Năm 2015 là một năm thành công, nhưng chỉ là khởi đầu của thời gian kinh doanh trước mắt. Chúng ta không bao giờ hài lòng với những gì đã làm. Từ năm 2016, công ty sẽ phát triển mạnh dòng sản phẩm dự án, số lượng sản phẩm lên đến hàng ngàn sản phẩm trên một năm. Nhân sự hệ thống phải đạt gấp 2 đến 3 lần hiện tại. Đây là một áp lực cũng như là một cơ hội lớn giúp Cát Tường vươn xa trong những năm tới.
Và tôi, Trần Quốc Việt, bằng cả tấm lòng, tôi xin hứa với tất cả anh em hệ thống cát tường Đức Hòa sẽ luôn tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, thực hiện tất cả cam kết để giữ mãi niềm tin khách hàng. Đó cũng là cách để khách hàng đồng hành cùng anh em chúng ta, vì mỗi anh em nhân viên là tài sản lớn nhất của công ty. Công ty sẽ luôn tạo ra một sân chơi công bằng, đúng nghĩa, nơi anh em có thể thể hiện và phát triển. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn anh em, toàn hệ thống đã đồng hành cùng công ty. Chúc tất cả một buổi tổng kết ý nghĩa và những ngày team building đáng nhớ. Năm 2016 sẽ là năm nhiều đột phá với thông điệp dẫn đầu và tiên phong, luôn chủ động, nghĩ trước, làm ngay và xong sớm. Chúc toàn thể hệ thống luôn đoàn kết, vững mạnh, phát triển không ngừng. Chúc tất cả chúng ta một năm kinh doanh xuất sắc và thành công vang dội, vang dội. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, và để đáp lại những nỗ lực đó, ngày hôm nay công ty đã dành ra những giải thưởng dành cho quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên cát tường. Và hạng mục khen thưởng đầu tiên là được dành cho chương trình thi đua của dự án cát tường Phú Thạnh, cũng chính là dự án đầu tiên cát tường Đức Hòa mở bán theo hình thức bán hàng tập trung chuyên nghiệp. Hãy vỗ tay thật nồng nhiệt, xin mời quý vị. Và ngay bây giờ đây, Lộc xin phép được công bố giải thưởng của hai hạng mục khen thưởng được dành cho chương trình thi đua của dự án cát tường Phú Thạnh. Và hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón những chuyên viên kinh doanh có giao dịch đầu tiên tại dự án cát tường.
ban tổng đốc, tôi xin nhiệt liệt chào mừng ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã đến tham dự đêm hội và chương trình Gala Dinner ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị, thưa các bạn, Cát Tường Nước Hòa là một công ty rất trẻ ra đời trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Thị trường bất động sản rơi vào tình trạng trầm lắng, sự cạnh tranh hết sức khốc liệt từ thị trường. Tuy nhiên, toàn hệ thống Cát Tường Nước Hòa đã nỗ lực phấn đấu và trong một chừng mực nhất định, chúng ta đã đạt những kết quả kinh doanh tích cực. Và hôm nay, trong không khí vui vẻ tưng bừng của lễ tổng kết hoạt động kinh doanh 2015, kế hoạch hoạt động kinh doanh 2016 và chương trình Gala Dinner, thay mặt hội đồng quản trị, ban tổng đốc, tôi xin gửi lời đến toàn thể các thành viên trong đại gia đình Cát Tường Nước Hòa lời cảm ơn chân thành nhất. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nhìn lại năm cũ, nghĩ về tương lai trở thành triết lý của mỗi người Việt Nam chúng ta. Mỗi khi năm mới đến, để có những hoài bão và khát vọng để tiếp tục nhóm lên ngọn lửa trong mỗi người của chúng ta, làm kim chỉ nam biến cái không thể thành có thể. Tôi thực sự hạnh phúc khi được phát biểu trước những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết, cá nhân cũng như bản thân tôi cùng ban tổng đốc mong muốn và tin tưởng những gương mặt trẻ này sẽ cùng nhau làm nên những kỳ tích của đất tường Đức Hòa trên thị trường bất động sản trong thời gian tới. Và đêm nay, với phương châm làm hết sức, chơi hết mình, chúng ta hãy cùng chung vui với tinh thần đoàn kết và thang ái chào mừng thành công của Cát Tường Nước Hòa của một năm đã qua. Trước thềm năm mới, thay mặt hội đồng quản trị, ban tổng đốc, tôi gửi lời thăm và chúc Tết thân tình đến các bạn cùng gia quyến một lời chúc một năm mới bình thân được một năm Cát Tường như ý, thế lực mạnh mẽ, chiến lực minh mẫn, tâm lực mượt mà, tình yêu mỹ mãn, công việc mới mẻ và cuộc sống may mắn. Một lần nữa, xin cảm ơn ban lãnh đạo, hơn 200 cán bộ công nhân viên Cát Tường Nước Hòa đã đến chung vui, chia sẻ thân tình trong đêm hội này. Hy vọng rằng đêm hội Gala Dinner hôm nay sẽ để lại những ấn tượng khó quên và kỷ niệm đẹp của mỗi chúng ta. Xin trân trọng, kính chào. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ đợi tiếng nổ sấm vang kết thúc chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Wow, vỗ tay thật đều đó ạ.
This is a Cinema Beats production. Available on today's market. Upgrade your sounds today and start making hits.